Đổi nhạc đi Khôi ơi. Hai, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Andy Gaming. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái tựa game mới, chính là game Deep Rock Galactic. Yo, quay lên, Đây, yo. cái game Deep Rock Galactic đây. Thì game này nó có phần hài, có phần kiểu gây sợ và kịch tính ha. Nhiệm vụ game này là đi đào mỏ và chút xíu mình sẽ vô game. Hiện tại đang đứng nhảy, đang đợi Dũng với Khôi chỉnh. Rồi. Do là Quỷ ơi. cái nhạc này Quỷ nó Dũng. có thể là có bản quyền cho nên mình đã tắt cái tiếng nhạc đi rồi ha. Vừa Game mới better của mình đi vào B hay là minor làm ấy. than vừa dancer. Đi Chung không phải đi là đào mấy đứa đào nhóc thì tốt tốt đi đào mỏ tốt hơn là đi nhảy múa. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên cái con, nó phải là con tàu mà là một cái máy khoan khoan xuống lòng đất. Đây, bây giờ mình có ba người, mình là súng, Dũng là driller là khoan, Khôi là không là gì quỷ không râu biết dài cầm súng. em giống mà Heimerdinger trong lỡ lỡ anh Ok, bây giờ đang load game ha. Đây, Khôi là engineer, rồi xem có cảm là nhận giống hết như là người ở đây thợ máy hay gì đó. Mình là gunner là tay súng, Dũng là rồi driller lỡ là game mà nghỉ thợ game. thợ khoan. Mình thì sẽ có nhiệm vụ là cầm súng, một cái súng khá là khủng. Dũng thì sẽ có cái chính là hai cái khoan, còn quỷ khô mình không biết. Anh có cái súng, Dũng có máy khoan, còn Khôi chắc có bộ râu. Ok. Lấy đầu xí cổ anh Xí được không? Độ Ê, độ được sâu kìa, chơi trừ 100 mấy mét rồi kìa. 200 mét à? Gần 200 thấp mét rồi. cái này thấp cái này thấp bộ súng nè quá trời luôn ngu đảo quá trời bắn bậy được không anh Được, được 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 bắn được đi được hết đạn rồi, không có đạn đâu mà thay. được 90 viên à Ê, nó có cái trứng. Ê, nó có cái trứng kìa, trời ơi, cái trứng đập mất máu kìa. có trứng. À, anh đập cái trứng một cái nó tụt máu anh luôn kìa. Máu trong này nó có hòa lại. Cái trứng Anh đâu anh cái xuống này nè, cái trứng này nè, đừng có bắn vô, đừng có ủa đập vô, mất máu á. sao nó không có tên ta khó chịu nha Không có à? Không có à, thôi không có hiện tên bên trên đầu á bấm chữ F đi Khôi. chế độ sánh dụ em á Bữa em nó chọn ra cái cục phát sáng mà nè, của anh là màu trời ơi trắng. nó có hết không Không, nó tự hồi lại. Ê, cái hoa nè, à nên vậy. đây nè, mình nó kêu mình cần cái hoa này. Đúng rồi, cần cái hoa này nè. Kiếm đủ 5 15 cái. Kiếm đủ 15 Dũng cái đào đi nha. Dũng đào đi Dũng Để bây giờ đi đào vàng là Dũng đào tiền cái tiền là vàng Dũng này, ơi hình như đi mua ủa đồ á. đào đào sao anh Giữ chuột phải em. Anh không biết coi em thợ máy nó có tiền cái gì nữa. để nó cấp súng anh gì để nó cấp súng Thì game này nó có rất bạn là kia để nó cấp hay, nói súng chung nó là cấp các bạn có thể skill đồ đào không này kia, các bạn có thể đi chơi có này kia nữa. đây Ui. anh đây anh bê đo cái Ủa, cửa anh đâu kìa anh bắn cái nó chết kia. bà em mắm lộn như thế bao nhiêu gờ Bắn cái trứng nó bay lên trời xong rồi cái nó rớt xuống. Nhìn nó cười lắm. Mình đào mấy cái đào rồi nè mỏ. anh Duy ơi Từ đây anh bắn mấy cục này đào nè. cái đường ra nè Ấy nó còn trừ 100. À, cái trừ 100 mấy mét là độ cao của mình thôi Dũng ơi, chứ không phải là cái gì đâu. Để anh cũng có súng giống em là Khôi. Súng này súng bắn dây chứ đừng có bắn bậy nha, mất sợi dây á. Nó có 4 sợi thế à. hả Ừ, bắn ngang chứ không bắn trên trời được, bắn để đu dây á. Mình đào đường đi lên từ từ, Dũng kiếm cái đường đi lên. Bây giờ mình đi tìm bông hoa nào. tắt đèn được nè Cái này anh nghĩ là phải đi đào vòng vòng, một là đào xuống dưới, hai là đào lên. vô tay đào lên ơi ê nè 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 Ờ, kìa, có kìa, có kìa. ôi em pro chưa trời ơi Coi chừng quá nha, coi chừng nha, cái này có cái hố này, coi chừng nha, nói thiệt, coi chừng á. chừng sợ Khấn, ghê khấn, sợ 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 luôn quá ừ. Dũng ơi, mình cứ đi sau đi Dũng. nhập cho quỷ Ok, em bro em dẫn đường cho commit ok, ok, follow me ok, ai có con gì vậy con gì vậy ui con gì vậy Từ xử tôi đi. liền chắc rồi
Em nghĩ là không nên khoan cái lỗ nó to ra, quá nó hư nhỉ. Hết hồn. Ai Ôi gọi con gì buồn xuống ghê, đây sốt vậy? tiêu luôn. Trời Ai đi ơi gọi buồn con nó ghê. xuống đây hết hồn. Trời ơi. Mấy đứa bấm lại gần con này, bấm chữ E đi. Mấy đứa Ôi lại sao gần cái không con tan vừa ra vừa. khỏi tan ra. Đây là quái vật ha các bạn, đây là quái vật đây nè. Che chi anh. Ngon Có ngon, gì đi xuống đâu. dưới đi em. Để em. Nè em lại đây bấm chữ Ngắm E gì đi đâu coi, rồi. lại đây bấm chữ E. Trời đâu phòng. Lại cái Phải máy đó nổ bấm kìa. chữ E. Máy nào? Đó cái máy này nè, bấm chữ E để đưa đồ cho nó chuyển đồ cho mình đó. Này là quái vật nè. À hả, ngon đi xuống đi, ngon đi xuống đi, anh thách em đi xuống á. Nè nó hay lắm mà. Nó bò trên tầng luôn. Em lại có súng. Bây giờ tụi mình càng quét xuống không? À. Chơi nè, anh bảo kê. Cái này bắn tim được nha, coi chừng nha, bắn tim được á, bắn tim mất máu á. Có bom này, đến chạy cho bom chưa? Từ từ đến chạy cho bom, đến chạy cho bom. Từ từ. Đừng có chọi gì hết rồi, có chọi gì, đừng có làm cái gì hết á. Đừng có chú khó, đừng từ từ, từ từ. Con cái kia nó đi theo mình luôn kìa. Ủa, khói sấy gì á? Ồ, ngon. Ồ, ngon. Ôi giống giống cho ông một Hèn gì, hàng gì nó là giống cho engineer, ông một ngon á. Game này hay nè. Có cái súng rồi. Ngon, hay lắm thôi. Vì mình đang... Ê, bóng kìa, bóng hoa quá trời luôn kìa. Nhện cũng quá trời luôn. Nhện quá trời luôn, khói, sẽ súng đó. rồi khói. Thoải mái đi anh em, thoải mái đi anh em ơi. Đâu bông hoa đâu mà để bông hoa. Này này bắn hoa kìa trước mặt luôn. Ơi đừng bắn gì có chứ. Bắn lên thử chơi. Ăn nợ ra nợ. Có con nhện. Ê có con gì, con sâu con gì nó bò bò nhỏ xíu nữa. Hết hồn má. Cái súng máy đâu rồi? Súng vô dụng vậy. Cover á. Em mang khoảng. Đi 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 em đi đi anh cover em. Đi coi ơi. Này em ơi. Cover. Cover cái gì? Thôi bị đông á. Mai con quỷ này. Ê chết ẩu phẩm chặt ca mày. Ơi sorry Dũng, sorry Dũng. Này đây đây có một cái bông hoa đó nè, để dưới đây có một cái bông hoa để xuống lấy. Giật mình ta. Ok anh có bông hoa Từ rồi. đó để em kiếm chỗ em đặt cái súng này đó. Mấy con sâu bự bự nó không có cắn mình đâu, nhưng chưa có nhện nó mới cắn mình thôi. Mấy quỷ nhện xung như quỷ á. À, đặt xuống ca nó đâu có hướng Có xuống thằng được. hai đây mà. Cái chữ F á là cái đèn này nè các bạn, nên một Đó hồi nó sẽ hồi lại ha. đừng có bắn nữa nha, đừng có bắn nữa nha, anh để nhớ xuống lên là bắn nó rồi. anh nhớ là nó kêu mình đào cái gì để mình nạp đạn, mình tạo ra đạn á. Anh nhớ là có cái đó nữa đó. Dũng ơi sao lưng quá trời Dũng ơi. Ôi khỏi ơi Tỉnh khỏi, đi để tôi xuống bắn mất chứ. xuống đây phụ. Trùm nó xuống nó kìa, trùm kìa, trùm đấy nè. Súng anh, Sao lên đây? súng mình nó có cái hết nha các bạn, cái hết chứ nhiệt độ, nếu mà nó nóng quá, đây nó nóng thì nó sẽ không bắn được đó. Ủa vậy cái cổng này là nó hiện cái con đó ra hả? Nó đi tùm lum hướng hết trơn em ơi. Ở đâu ơi, khí độc, né ra né ra né ra khí độc. Đừng có vô khí xanh xanh, chết, đừng có vô khí xanh xanh. Xem. Đậu xanh bây giờ đứa nào tìm cách. Có cái cách nào để nạp đạn không? Anh nhớ cách nào để nạp đạn á. Để anh gọi con kia Sao vô. anh có chơi được, anh có chơi lần nào đâu mà anh nhớ. Có, nãy anh chơi với Dũng trước rồi, nó có chỉ mà anh quên đọc hướng dẫn. Mình được 4 bông hoa rồi ha, còn 11 bông hoa nữa cố lên. Đi đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Tìm mình đi tiếp, đi Đào chung á. đi. Thì cứ đào một hồi nó sẽ ra một cái hang khác à. Này con hoa này phải không? Này con hoa phải không? Đó là hoa phải không? Không, trắng Anh trắng. này không? Anh gì? Không, trắng, trắng mới là bông hoa. Bông hoa trắng bóc à. Anh này là anh, này là anh đi cha, anh đi cha. Ừ, đi tra. À lại cái này được. Anh nhớ có một cái chất nào á, nó cho mình... Ui, cái này mấy cái hang của mấy con gì nè, cái lỗ ghê quá. Nickel này. Nè, cái hang quá trời luôn nè.
Ơi mấy con sâu. Một con sâu này. Đúng rồi, hai con mấy con quỷ sâu á. Ủa cái cục tròn tròn là có ai đặt ra hả? Tròn nào, tròn tròn nó tự có, em bắn vô nó phì ra mà. Xuống. Không, cái cục tròn tròn ấy, cái cục tròn tròn mà để đút bỏ đồ vô. Cho chồng bỏ đồ vô đâu cục nào. Mình để mình giữ em để bỏ đồ vô né né. À cái cục đó của mình bấm chữ C là nó sẽ gọi tới. Em bấm chữ C đi. Bấm giữ chữ C. Đó nó cắm cái cây nè mà hồi con nó sẽ bò tới mình. Nghe tiếng nhạc nha, nghe tiếng nhạc nha, nghe tiếng nhạc nha. Quá nhưng chuẩn bị À, cầm cái súng đi thôi. À, đi quay cái súng của mình đi, đi quay cái súng của mình đi. súng lại súng này nữa. Đây nè, the swarm is here nè, có sâu ở đây nha, coi chừng. Có giật ở đây đó. Kìa. Đây đây đây. Quá trời luôn. Trời ơi, để máy bắn hết luôn. Trời ơi, máy y xì quá máy ú. Bảo vệ cái con. Ngon Bảo ngon. vệ cái con có người để máy nữa. À, đúng rồi. Từ từ, Tuổi. còn con chùm nữa, còn con chùm nữa. Còn con chùm. Ê, cái máy nó mất tiêu rồi kìa coi. Ok. Đâu vậy Vũ? Ừ. Cái gì? Không, cái đồ con khơi bay lại á. Xuống để bắn xa không có chuẩn. Ý, trời. Nè 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 nè. Ê, đừng có bắn á, đừng có bắn á. Đông quá, đông quá, đông quá, đông quá, đông quá, đông quá. Lùi, lùi, lùi. Lùi. Có con bay nữa cơ. Để máy bắn đi. Ê, Ồ. anh còn 400 mấy viên rồi hết đạn Cứ rồi. bây giờ cứ nước này đi, an toàn rồi, cứ nước này đi, an toàn rồi. Cái chữ F mà họ nó sẽ hồi lại là nếu mà nó đầy thì mấy đứa ném ra bớt cho nó sáng. Tại bọn họ nó sẽ biến mất rồi. Kìa kìa Cái con gì điện nó nữa, cái đào lên điện nữa. kìa. Anh cứ bình tĩnh, anh đứng yên nữa đây. À, anh đứng yên nữa đây, tờ nó bắn giùm cho. Nhưng mà vấn đề là bây giờ làm sao đến nạp đạn đây nè. Ơi con trùm, con trùm, con trùm. Có tiêu các bạn, Ủa có không đứa phải. bạn Đây là con trùm nè. Chết rồi, con xếp trùm chết rồi các bạn ơi. kìa. Hai chồng em đoán hết luôn rồi, yên Con nào tâm đi. mà máu nhiều thiệt nhiều á. Con trùm chết thì nó sẽ ra một cái Thay cái khí. độc rồi kìa, thằng em. Bây giờ team mình đào tiếp đúng không? Đào tiếp đi, đi tìm đường đào tiếp. Nó sẽ ra một cái hang khác giống như vậy. Không rồi đã, giờ đâu có không rồi đã. Ok, vậy bây giờ đi giữ miếng đường đi Dũng. Ok, đi giữ sao làm bây giờ? Ủa. Ông nội kho đi lo ấy Sao nha. lưng kiện vậy? Ông nội kho đi lo đóng mấy con quỷ đó về chi vậy? Ra chơi máy đi, máy bắn quá. Chết bà cái máy rồi. Hết Dùm máy mà chết luôn hả? đạn rồi, 222 viên. Hết đạn rồi. Đi 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 đi. Ê, à đúng rồi, Đi mình máy. cần tìm tìm cái mod mod thai là cái màu màu xám xám đậm đậm mà đen đen á. Mình đập cái đó mình khai thác cái đó nó nha, mod thai. Ơi con sâu phát sáng kìa. Này hả? Đâu? Ở Thôi đây không? bây giờ đào đường khác đi, đào đại đi Dũng ơi, đi 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 đi. Đúng rồi, mình đi. Trốn ở khu này thôi. Rồi mình đứng tiếp. Em đào kiểu đường hầm á. Nói còn có Sau tiếng bạn nhẹ. này nè, tìm kiếm này nè. Nghe nó còn tiếng nhạc đâu đây. Xong đảo này anh Vinh gì? Hử? Cạnh đi tìm 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 này nè. Đâu? Em đang đâu? Chỗ này. Thấy em chết liền. Lộ con sâu mà. Ờ cái Lộ lỗ đó, sao rồi? cái hang đó đâu mà chui vô chết đâu. Dạ. Ờ có bom nổ. Coming. Thôi đào tiếp đi Dũng. Where are you now? Ai bấm dưới sơ cho con máy chạy vô, em đi theo nó nè. Rồi á, bấm rồi á. Khoan, để khoan được. Ok. Đến đào đường làm bậc thang đi lên. Ok, Rồi có hay lắm, nó chặn đường em luôn. rồi. Anh làm một khu nhà ở đây. Để khoan. Để khoan. Đâu, mấy đứa cứ đào xuống đi tìm đường.
đừng có bấm C nhiều, nó quỷ nó chặn đường em á. Anh bị kẹt rồi. Ok, đi đi theo Dũng nào, đi lên đây. Là tiếp đi Dũng. Ok. Lúc nãy mình là 190 mấy mét, em đào mà hồi sẽ tới cái chỗ lúc đầu của mình đó. 199 mét. Đó. Gì anh đang đẩy em lên như vậy? Ủa Dũng đâu rồi? Anh cái tiếng đào mà Dũng đâu mất tiêu rồi. Đúng rồi. Chúng đâu rồi? À đây nè. Đào Đi 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 đi. một đường thẳng đó Dũng ơi, đào vòng đi. Thế mà. Ơi con Duy gì? rồi anh Duy ơi. À mất Dũng máu. đào gì với anh Duy? Dũng đào anh Duy, Ồ. đào anh Duy. Bây giờ mình anh cảm thấy mình bị kẹt ở đâu đây rồi đó. Giờ mình đứa đào mở rộng nó coi coi nó ra được khu nào không? Đào rộng hết sức có thể ra. Mới bị kẹt rồi đó. Có khi nào hồi mình phải quay lại kia ông ta. Thấy chưa quá. À nó có bản đồ nè mấy đứa, bấm chữ M lên. Bấm chữ M lên thấy bản đồ. Thấy Bây giờ mình đào hướng thẳng như cái ra cái nhọn nhọn á. Ôm mấy cái bản đồ nó có chút quay xíu lại chỗ, à. quay lại chỗ nãy đây nè. Ok ok À cái ok này ok là đường mình đi ra cái đường con quỷ À đường này này đường mình là đi, đúng rồi đường mình đào. Bây giờ quay lại chỗ kia đi. Ồ đường nào. Con quỷ này. À đúng rồi đường này, đường mình đào. Hay ha. giật ca mình trời đổ phóng Cái gì vậy? giật ca mình đâu quá đấy Nè ra đây nguyên một cái ráp rộng lớn luôn nè. Bây giờ anh không biết là mình đi tiếp theo là đi đâu ta. Hình như lúc nãy là sao mình tìm được chỗ này ta. à đi em đi quay quay ngược em lại quay nào ngược lại đi quay ngược lại đi 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 một theo quay ngược lại À, hướng quay ngược đi lại, nào. ok đi 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 đi. Anh Có đang con này. cần cần trôn đi cậu trôn anh đang cần trôn À rồi ok. Vậy để cho nó dễ. ôi đâu ạ à? Nó như kiểu máy quét á. Cùng lại Đi lại hướng lúc nãy á, khỏi hướng đầu tiên á. Đi nó đi tìm đường coi làm sao. à, nhắn tình cho cái nó hiện ra đồng đội đang đâu chắc cũng được. À cái hang này nó là tự có, bây giờ mình phải tìm một cái hang tự có sẽ ra được một cái hướng khác. Cái này là ra Cái gặp phải gặp điện sao ấy, cái điện nó sáng chút xíu nó hết xong cái nó nằm chỗ đó luôn nó dọc. kiểu dạo quang phát sáng xíu thôi. Bây giờ tìm mấy cái lỗ. Ê, vậy là cái lỗ con sâu lúc nãy mình nên đào chỗ đó đó, đúng rồi. Em nhớ cái Ờ, chỗ có mà. nghe còn khó nhớ Đúng rồi, cái chỗ sao mà. không ai nghe lời em, sao không ai nghe lời em. Tại vì cái lỗ này lúc đầu cũng là tự quái vật nó đào ra. Xong rồi mình đuổi theo mình Why bắn á. are you, why are you don't Nhưng mà cái hear lỗ me? đó anh thấy nó hơi nhỏ cho nên không biết làm sao. Con quỷ này, hết hồn. Cái con quỷ này. Đây là mấy cục đen này mình cần đào nè. Cục đen này là móc 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 khai. Đây là cái hang của nó, đây là vô mấy đứa ơi. Rồi, em có các bạn. Em được cái kia chưa? Cái kia em đem vô con kia để đổi ra đạn. Đâu rồi, Em how how đó lại. cái nitro á em đủ 80 cái là em sẽ đổi được. Bấm số 5. Thấy số 5 không? Nó cần 80 nitro kìa. Đấy. Nitra chứ hiện Đi tại cha mình hả? có 53 à. Em bấm E vô con kia đi, coi nó được nhiêu rồi. Ê, con sâu đó, nó rớt là gì nè? Đâu? À, ê, con, em bắn con sâu nó rớt vàng nó tung tóe luôn nè. Ui, lượm đi. À trời ơi, ông lộn À, đi em ông bị ơi. sáng à. Bị em đào này.
Ok. Ủa như sao ở dưới đây có cái À, mình có một đống nguồn hành tinh sắp tới nha. Gần xuống đi coi. em hiểu mà. Nó báo kìa. Lại có nhạc nữa Đào rồi cái hầm nữa. chui vô, đặt cái súng ra. Đào đi, đào đi vô, đào đi vô. Không có gì hết. Ôi trong này kè đó, trong này không có chết, trong này không có chết. Ôi cái gì vậy? Ê, Ui gì rồi, vậy, em chỗ chết chết rồi. luôn. À, bà, Em chết rồi. ai bắn súng nổ vậy? Xịt khó quá. Khó thiệt. Sẽ có Rồi lên đây, thôi, ok, video sẽ này tóc video làm lại mình nữa. sẽ tạm dừng video tại đây ha. Tôi làm Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này, làm chương và trình nếu các bạn cũng thích mà. cái video game này thì Ủa, có tên yêu em các 10 bạn trên hãy 8 giây kìa. Ủa. like, share và comment phía dưới. Nếu mà nhiều bạn ủng hộ thì mình sẽ làm tập tiếp theo cho các bạn, và mình sẽ cái này có thể livestream được, hoặc là mình sẽ chơi lại và cẩn thận hơn cho các Tiếp bạn. lên này, hay quá. Ok, Chuyện hay và á. chào các bạn. Bye Ông là khoái bye. em này.